Mọi người ơi, đây là Soulkit.vn. Nếu mà các bạn có nhu cầu mặt refi này, từ vận may, chất lượng, uy tín mà sao rẻ nữa, hãy ghé vào Soulkit.vn nha. Đường link thì Kit để dưới phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo này. Còn bây giờ thì cảm ơn người đã ủng hộ cho Kit nha. Hello, xin chào mọi người nha, mình là Kit đây. À, hôm nay đó, Kit sẽ chính thức làm đoạn nhạc cho mọi người nha. Thì chắc cũng đã hơn một tuần qua rồi mọi người, từ lúc mà OB25 được cập nhật xong tới bây giờ. Không phải là do Kit làm biến đâu mọi người, mà do là mình ít chơi game quá, mình đang trị bệnh á, nên đâm ra là Kit uống thuốc liên tục đó, làm cho cơ thể của mình rất là mệt mỏi luôn. Và thứ hai nữa là cũng vì á là mình chơi game ít quá mọi người, lâu ngày không cầm máy, nên đâm ra là khi mà Kit chơi đó thì cảm giác tay của mình rất là kém, mình bắn cực kỳ dở mọi người, nên là ra video nó sẽ không được hay á, là mọi người xem nó sẽ bị dễ bị chán nữa. Với lại cái thứ ba nữa là gì, không biết các bạn nào giống như Kit không ta. Từ sau khi mà OB25 mọi người cập nhật xong tới bây giờ á, mình chơi game cực kỳ là bị lag mọi người. Bị lag game này, văng game này, rồi đi dị vật liên tục nữa. Thêm cái nữa là máy mình rất là nóng luôn. Mà các bạn biết rồi, máy Kit là máy đời cũ mà, đúng không? Chắc là cũng sẽ có nhiều bạn như Kit này. Nhưng mà không sao mọi người, cũng may á, là Kit đã tìm ra được một cái app, mà gọi là mình cài app này vô, mình chơi cực kỳ hay luôn. Bắn cực kỳ hay mọi người, kéo tâm rất là phê nha. Với lại là mình chơi không bị nóng máy này, không bị văng game này, không bị lag luôn. Sẵn tiện á, là Kit làm đồ nhạc cho mọi người này, thì mình cũng chia sẻ cái app này luôn, để cho mọi người tải về và chơi game nó hay hơn nha. App này tên là iClink nha mọi người. Nói chung là xài đã lắm. Sẽ có hai cách để mà mọi người tải về này. Cách đầu tiên á, là cách nhanh nhất, thì các bạn click vào cái đường link mà Kit ghi dưới phần bình luận video này. Và cách thứ hai nữa là lên search play mọi người, gọi cái từ iClink á, thì nó sẽ ra thôi. Cái app này cực kỳ hay luôn, nên là hết người xem, người chơi đó mọi người, họ đều cho 5 sao này. Đó. Rồi thì bây giờ mọi người làm theo Kit nha. Sau khi tải về á, thì dọn dẹp rác này, nước vô dọn dẹp rác để cho cái máy mình nó trống bộ nhớ mọi người, và nó chạy nó không bị lắc game nữa. Đó, nói chung thao tác đơn giản thôi mọi người. Dọn sạch rác á, là máy mình cực kỳ mượt luôn. Và thứ hai nữa là mình tăng tốc game, thì mình sẽ tăng tốc refi nha. Đó, boost refi là mọi người, chạy cực kỳ mượt luôn. Nói chung là các bạn kéo tâm đã lắm. Đó, nói chung là nhanh lắm, không có lâu đâu mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có chức năng là tiết kiệm pin này. Khi mà các bạn chơi game mà lâu quá đó thì nó dẫn đến tình trạng là nóng máy này, gây hao pin đó. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng chức năng tiết kiệm pin của iClink nha, nó sẽ giúp cho cái máy mình cực kỳ là mát luôn, và nó không gây hao pin đâu mọi người. Nói chung iClink là một ứng dụng rất là hay, nên là Kit đã xài rồi mọi người. Kit đã dùng rồi, thấy ok nên là giới thiệu cho mọi người thôi. Các bạn cứ click vào cái đường link mà Kit ghi dưới phần bình luận video đó, tải và dùng thử nha. Nói chung là cũng nhanh lắm mọi người, không lâu lắm đâu. Như mọi người biết rồi này, là bây giờ cho dù là các bạn có một cái bản đồ nhạy nó chuẩn cái máy này, hoặc là các bạn kéo tâm nó hay đi nữa, mà mình á, cái máy của mình nó lag mọi người, nó giật nó lag và chơi nó không có được mượt á, thì thật sự là mình headshot cũng khó lắm mọi người, chơi cũng khó hay lắm. Nên là trước tiên á, là phải làm cho cái máy mình nó mượt trước, nó mượt trước đó, nó chạy êm trước này thì mới bắn hay được đó. Đó, nên là mọi người tải iClink và dùng thử nha. Nói chung là Kit xài rồi thấy cũng khá ok mọi người. Rồi gì nữa ta? Để Kit nhớ coi. À, đúng rồi mọi người, có một thông tin cực kỳ quan trọng này, là người bạn Thái Lan của Kit á, là Biki X2 này, có gửi cho Kit một cái tin nhắn là Biki muốn sắp xếp một cái trận đấu với lại YouTuber Việt Nam của mình. Thì Biki là một thành viên của quân đoàn Perfect Shot mọi người, là đến từ quân đoàn của Rook á, Rockgun 31 này. Thì Biki muốn có một cái trận đấu giao hữu giữa YouTuber Thái Lan và YouTuber Việt Nam của mình. Trận đấu đó thì sẽ có Bull God nè mọi người, có Biki X2 này, và cũng có thể là có cả Rook, Rockgun hoặc là 31 nha mọi người. Bây giờ Kit làm video này đó, sẵn tiện là Kit cũng muốn tìm một số bạn nha, khoảng tầm 3 bạn, 4 bạn YouTuber Việt Nam của mình, các bạn làm YouTuber nha. Và thứ hai nữa là các bạn làm content kiểu highlight cũng được, hoặc là kỹ năng, hoặc là tấu hài cũng được, miễn sao là YouTuber mọi người. Và nói chung á, là các bạn có kỹ năng nha, bắn hay hay nha, bắn hay hay được được chút xíu. Tại vì ít ra là thành viên của quân đoàn Perfect Shot này, rồi cả Bull God nữa, đều là những cái bạn mà có kỹ năng bắn rất là hay. Nên là cái trận đấu này á, thì nói chung là nó giao lưu vui vẻ thôi mọi người, chứ không có gì gọi là nghiêm túc cả. Không phải là gì căng căng hết mọi người, cứ là vui vẻ giao lưu thôi. Nhưng mà những cái bạn mà bên quân đoàn Perfect Shot của Rook nào mọi người, với lại Bull God nữa, đều là những cái người gọi là bắn rất là hay luôn, kỹ năng cực kỳ tốt. Họ qua Việt Nam mình giao lưu á, ít ra phải tìm những cái bạn nào bắn hay hay chút đúng không, chứ mà vô trận mà bị chết một lèo liên tục luôn á thì kỳ lắm mọi người. Với lại là cái này á, có quay video lại nữa và up lên YouTube nữa, nên là cũng phải bắn được chút xíu nha. Bạn nào mà bắn hay hay á, thì cứ mạnh dạn là gửi video, gửi email về cho Kit này. Mail của mình á, thì đặt ở mô tả video nha.
Nói chung là bắn cỡ cỡ như TK sói nè mọi người. Hoặc là lấy bình gaming này là ok rồi. Ủa mà lấy bình bây giờ khỏe chưa ta? Lấy bình bị chấn thương rồi này, không biết chơi được không? Nếu được thì Kit rủ nha. Rồi để Kit cho mọi người xem cái tin nhắn của BKS2 nha. Bạn này nhắn qua Messenger cho Kit này. Nói chung là tiếng Anh mọi người, dùng tiếng Anh. Để Kit bắn tiếng Anh cho mọi người nghe nha. BK viết này: "And now, do you contact someone to play with me on rank? Or 4v4? Or one by one for do the video? Or do you want to play with me?" Có nghĩa là BK kêu á, là kêu Kit này liên hệ với một vài YouTuber Việt Nam của mình để mà chơi đấu rank, hoặc là 4v4 này, hoặc là 1v1. Nói chung là làm video vui vẻ thôi mọi người. Hoặc là có thể là Kit chơi với Bun, chơi với lại BK cũng được. Đó. Rồi nói chung là Kit trả lời bằng tiếng Anh luôn. Tiếng Anh mình làm được mọi người, mình cũng ok tiếng Anh lắm. Rồi bạn này viết tiếp á, là BK muốn là có một cái trận solo giữa YouTuber Thái này vs YouTuber Việt Nam. Đó, nói chung là giao lưu thôi mọi người, giao lưu thôi nha, vui vẻ thôi chứ không vấn đề gì hết. Bản thân Kit á thì Kit thấy đây là một cơ hội rất là tốt mọi người, rất là hay luôn, để cho Việt Nam chúng ta này được giao lưu, được trao dồi, và cũng như là có thêm những người bạn Thái Lan nữa, khá là hay đó mọi người. Nói chung là bây giờ người Thái họ đi đầu về kỹ năng rồi, họ có những cái hay trong cách làm video này và highlight nữa. Việt Nam của chúng ta hay thì hay thiệt, nhưng mà nói chung á là vẫn còn thiếu sót so với người Thái mọi người, thì cái này là cái thực sự. Với lại nha, cái nói này là những cái bạn YouTuber nào mà ngày hôm đó đó ở Việt Nam chúng ta mà được giao lưu với lại quân đại Perfect Shot này và Bull God á, thì đó là cơ hội, cái thấy đó là cơ hội đó mọi người, cơ hội rất là hay cho những cái bạn YouTuber luôn. Các bạn được thứ nhất á, là được trao dồi thêm kỹ năng này, được giao lưu cọ sát kỹ năng thực tế này. Rồi thứ hai nữa là các bạn sẽ có thêm những cái content rất là hay trong cái việc là bắn với người Thái mọi người, bắn với Bull God này, bắn với lại quân đại Perfect Shot này. Khá là hay đâu. Đó nên là cứ mạnh dạn nha, gửi email cho Kit. Rồi ok, thì Kit sẽ không để cho mọi người chờ lâu nữa, mình sẽ đi thẳng vào đội nhảy nha. Chắc là có nhiều bạn đã tuôn đây rồi, thì Kit rất là hy vọng là những bạn nào á mà lỡ tuôn đây rồi á, thì các bạn cố gắng là xem lại từ đầu giúp Kit nha. Tại vì á, khi mà các bạn tua video như vậy á, nó sẽ làm cho nội dung của mình bị chết mọi người, content bị chết đi. Nếu mà các bạn thật sự là muốn Kit làm đội nhảy này, làm về video kỹ năng á, thì các bạn cố gắng là xem hết video ủng hộ Kit nha. Chứ mà tua như vậy á, bạn nào tua là Kit biết đó, tại vì có thống kê mà, có thống kê YouTube mà mọi người, nên là xem là biết hết á. Nên là tua như vậy á, nó bị chết content mọi người, chết đề xuất. Nên là nếu mà muốn Kit làm về đấu nhảy á, thì đừng có tua đấy nha. Rồi thì đầu tiên á, là Kit sẽ nói này, là cái đấu nhảy mà máy Kit đang dùng ở OB24 mọi người, OB trước nha. Nó sẽ là 100 này, 96 này, 87 này, 79 này. Đó là nhìn xung quanh, Red Dot Size, 2X và 4X mọi người. Và kích thước nút bắn á, các bạn cứ để cho mình là 57 là được rồi. Mình thấy là 57 là ok nhất rồi mọi người. Thì đây là OB24 nha mọi người. Thì sau một hồi mình bắn rất là nhiều trận này, nói chung một ngày á, thì mình chơi được khoảng tầm 1 tiếng thôi, chứ mình thì không chơi nhiều được mọi người, do là sức khỏe của mình á, mọi người biết rồi đúng không? Đấy, thì nói chung là tranh thủ một ngày 1 tiếng thì mình test khoảng hơn 1 tuần thì nó ra được cái bản này. Cái bản này là bản của Kit đang dùng ở OB25 này, sau khi Kit chỉnh lại. Thì nhìn xung quanh của mình á, vẫn là 100, Red Dot Size là 96 này, ống ngắm 2X là 90, ống ngắm 4X của Kit á, Kit để là 77 mọi người. Nó thấp hơn so với 4X của OB25, của 24. Đó, còn AWP thì mình do mình không có chơi AWP nhiều, nên là mình cứ để mặc định thôi. Và kích thước nút bắn á, là mình để là 57 mọi người. Tiếp theo nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con máy là iOS, nhưng mà dưới iPhone 8 mọi người. Có nghĩa là những cái dòng như là iPhone 7 Plus này mọi người, hoặc là iPhone 7 này, 6S Plus này, 6S này, thì các bạn cứ dùng thử cái bản này nha. Nói chung là mọi người xem tham khảo thôi, chứ cũng gọi là nó cũng không phải là đúng hết mọi người đâu mọi người, tại vì có bạn này bạn kia, thao tác tay khác nhau mà. Đó mọi người xem nha, nhìn xung quanh á, là Kit để 100 này, Red Dot Size là 96, ống ngắm 2X là 92, 4X là 80, AWP là mặc định mọi người. Nút bắn là 57 này, là iPhone mà dưới 8 nút nha, i8 cho mọi người. Còn từ iOS mà iPhone á, mà từ 8 nó lên này, thì các bạn dùng cho mình bản này thử. Nhìn xung quanh á, là 100, Red Dot Size là 96, ống ngắm 2X á, là 90, ống ngắm 4X là 77 mọi người. Thì nói chung là cái bản này nó cũng khá là giống với là bản mà Kit test mọi người. Mặc dù là Kit xài cái con máy là iPhone 6 Plus, nhưng mà lúc mình test á, là mình test trên cái con máy là iPhone 8 Plus mọi người, cái máy mình mượn đó. Nên là mình ra bản này luôn, nút bắn là 57 nha mọi người.
Rồi, ok chưa mọi người? Ok rồi thì Kit sẽ chuyển sang bản đồ nhạy dành cho Android máy mượt nha. Máy mượt nha mọi người. Máy nào mà các bạn chạy bằng đường Max Setting này không bị lag á thì mình dùng thử bản này nha. Còn máy nào lag á thì các bạn thử tải iLink về dùng nha. iLink thì nó giúp cho máy mình dọn rác rồi chống bộ nhớ, nó tăng tốc lên mọi người. Ok, nhìn xung quanh là 100 này, Red Dot size là 96, 2X là 90 và 4X mình sẽ có là 85 nha. Cái nút bấm á là vẫn là 57 mọi người. Ok, cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái bản đồ nhạy đặc biệt dành cho iOS và Android yếu và lag nha mọi người. Cái bản này đó thì Kit đã test ở trên cái con máy iPhone 6S Plus và cũng như là con máy Xiaomi Redmi Note 3 Pro của mình nha mọi người. Thì mình test á thì thấy khá là ok. Nói chung là máy yếu lag á thì cần phải đồ nhạy mát mọi người. Mát lên á thì nó sẽ ok hơn. Tại vì cơ bản là máy yếu á, các bạn đã đồ nhạy thấp rồi mọi người, nên là bây giờ phải tăng đồ nhạy lên nữa nha. Rồi thì quên nút bấm của mình 57 nha mọi người. Tự nhiên mất số 57 này. Rồi ok thì ngày hôm nay coi như là xong video rồi mọi người, chỉ như vậy thôi. Bạn nào mà có tua video đó thì nhớ là xem lại từ đầu để ủng hộ Kit nha. Chứ mà sau này mà các bạn tua như vậy á thì Kit sẽ không làm đồ nhạy nữa đâu. Tại vì làm như vậy á nó sẽ bị chết kênh mọi người. Đó. Rồi ok thì các bạn xem video thấy hay đừng quên là cho Kit xin một like, một comment, đăng ký kênh, một chuông thông báo lên nha. Bây giờ thì chúc tất cả mọi người một ngày thật là hạnh phúc nha. Tạm biệt tất cả mọi người này. Bye bye nha. Bye bye.